Các bác đang quay thì nó hết dung lượng cho nên em sang xem tập 2 nhé. Em sẽ chia thành hai clip. Em vừa phải xóa bớt thì tức là như này, cái đang nói về cái sợi keva của cái bộ dàn này nhá các bác nhé. Nếu mà các bác nào chưa xem tập 1 thì bây giờ xem tập 2. Em đang giới thiệu giờ về cái bộ dàn Unkyo dòng 1L7 này. Đấy, bộ này điện 100V nhá các bác nhé. Nó hàng nội địa. Thì về cái cặp loa này, anh em là chưa xem ấy thì xem tập trước nhá, tập 1. Cái này đó là sợi keva. Cái màng bát thì người ta muốn là một cái chất liệu làm sao các bác biết không? Tức là cái chất liệu của loa, màng loa ấy, thì người ta muốn là cái chất liệu làm sao mà nó mỏng, nó nhẹ nhưng nó phải chịu lực tốt. Các bác hình dung không? Thì cái màng sợi keva đáp ứng được cái điều đấy. Có hai cái chất liệu mà người ta rất hay thực ra thì không phải có hai, có ba cái chất liệu. Đầu tiên phổ thông nhất đấy là màng giấy. Cái chất liệu thứ hai mà những cái hàng loa, những cái dòng loa sau thập niên 80 thì nó bắt đầu nở rộ, cuối thập niên 80 đầu 90 nó bắt đầu nở rộ ở những cái dòng loa của Nhật, đấy là màng carbon. Đây là màng carbon này, những cái cặp này là cuối thập niên 80, 0F5, dòng này bass 33,5, tức là người ta làm bằng carbon này thì thứ nhất là cái độ rộng của loa bát nó rộng như này, nó to như này, nhưng mà làm những cái màng mà chất liệu nó mỏng và nó không tạo được độ vững, khi đánh thì nó bị vẹo, thì cái chất này nó làm nó sẽ chịu được cái đấy và những cái lực bát nó lớn đó, thì nó không bị, nó đáp ứng tần số nó nhanh hơn và nó phải đáp ứng được nhẹ nữa. Thì cái thằng này cũng đến đây, cái sợi keva nó đáp ứng được những cái đấy. Giấy này, carbon này, sợi keva. À, đây là sợi keva rất chất lượng nhá. Keva này các bác nhìn những cái loa chung của Baby Group, thường Baby Group nó hay làm màu vàng, cái này nó đi ra thành màu kiểu màu trắng ngà ngà. Đấy, gần xếp. Đây là bộ dàn mini anh em để phòng nhỏ nghe rất hay, để phòng ngủ nhỏ rất là hợp lý. Đấy, bộ dàn mini Unkyo N7 nhá các bác nhá, đồng bộ. Loa đẹp long lanh, e căng đây, được chưa? Loa rất là đẹp, mượt, ngay thớt này, thớt dàn của nó đi sâu lắm. Đấy, N7 đồng bộ nhá, điện 100V ạ, made in Japan. Đây là loa Unkyo N7, made in China. Đấy. Lỗ thở đấy các bác nhá. Đây là một bộ dàn nội địa nhá. À mà sẽ có một số bác là băn khoăn, để cũng chia sẻ luôn các bác là với những cái bộ dàn mini chủ yếu là made in China hết, kể cả thớt. Đấy, cho qua bộ này thì là nó Nhật, nó làm thớt dàn tại Nhật thôi, còn loa thì nó đặt tại Trung Quốc và nó xuất ngược lại thị trường của Nhật. Bởi vì cái này dùng điện 100 chứ không dùng điện 220. Đấy, những cái hàng đời cao, những cái hàng đời sau là thường nó sẽ sản xuất tại Trung Quốc nhiều. Các bác phải hiểu cái điều đấy nhá. Cho nên là hoàn toàn bình thường thôi. Và kể cả có những cái cặp loa, chia sẻ các bác có những cặp loa, các bác nhìn đằng sau nó made in Japan, nhưng mà các bác tháo củ loa nó made in Taiwan hoặc made in China, cái đấy cũng hoàn toàn bình thường nhá. Các bác không phải lăn tăn củ nào đi củ đấy rồi. Nó giống như cái linh kiện trong cái xe máy, là cái xe máy là các bác hay đi nhiều nhất. Hoặc cái ô tô đi các bác, ví dụ ô tô là nhiều linh kiện đi. Ví dụ bây giờ một con xe Toyota Vios chẳng hạn, các bác xem có thể máy nó made in Japan đấy, nhưng mà phần dây đai có thể là made in Japan, có thể là made in Thái Lan, hoặc có những cái bộ phận gì đấy made in China. Nó rất là nhiều nơi, nó nhiều nhà cung cấp sản xuất để cấu thành một cái gọi là cái công nghiệp phụ trợ. Thì cái ngành công nghiệp âm thanh này nó cũng thế, nó có rất là nhiều công ty phụ trợ sản xuất những cái phụ trợ, những cái linh kiện cho những cái hãng. Cái dòng này cũng thế này, cho nên các bác thấy là ví dụ nó hoặc là bây giờ ví dụ như tivi, các bác nhìn tivi thì ở ngoài thương hiệu Sony nhưng mà panel thì là của Samsung, đặt Samsung làm, được chưa? Cạnh tranh của nhau nhưng mà vẫn đặt nhau làm. Có những cái người ta gây dựng được thương hiệu rồi, người ta làm gần như là người ta chỉ có sáng chế ra những cái design thôi, rồi thế này thế kia, còn những cái khác là người ta thuê hết. Đấy, cũng như bây giờ cái hãng ô tô của Việt Nam VinFast các bác biết đấy,
những cái design rồi những cái máy rồi những cái gì này, các bác sẽ biết. Đây là bộ dàn hay nhé các bác nhé, hay và giá ngon bổ rẻ đấy, tiếng sạch sẽ. Đấy, em đang nghe CD của nó. Con này nó có đường in optical nhá, các bác có cái cắm quang vào được. Thì ví dụ các bác có TV, các bác cắm luôn quang vào đây. Đây này, cắm quang đây này. Em test thử rồi nhưng mà bây giờ đang đầu đĩa đang rút. Đấy, in này nhá. Đấy, cầm quang các bác cắm vào đây. Đấy, cầm quang cắm vào đây. Đấy, còn khi mà các bác chuyển quang thì các bác chuyển input này. Đấy, nó chuyển này. Đấy, digital này là sẽ lên nhé. Rồi, giới thiệu các bác bộ dàn rất là đẹp nhé. Anh em nào có nhu cầu thì điện cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.